Chào mừng mọi người ghé thăm blog tin Thi Thi. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay nào, đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo. Sau đây Thi xin cập nhật một số thông tin về vụ việc một cô gái xinh đẹp ngang nhiên dùng nước uống từ thiện để rửa chân. Vụ việc tưởng chừng như không có gì to tát và không gây ra hậu quả nhiều. Tuy nhiên, nó lại phản ánh đi một số bộ phận thiếu ý thức của người Việt chúng ta. Câu chuyện xoay quanh một bình nước uống miễn phí được gia chủ bỏ trước cửa nhà. Thường người lao động cực khổ vất vả ngược xuôi dưới thời tiết gay gắt của mùa hè, nhiều người với tấm lòng hào hiệp đã mở những thùng nước miễn phí giúp cho những người mưu sinh bớt đi được phần nào gánh nặng. Vậy mà một cô gái không ai biết từ đâu tới lại có một hành động vô cùng kém sang, đó là cô ấy dùng nước từ thiện để rửa chân khiến cho nhiều người phải bức xúc. Sự việc cụ thể như sau. Một nickname có tên là Mai Đặng đã đăng một đoạn clip ghi lại hình ảnh xấu xí của người phụ nữ trẻ này. Thành viên Mai Đặng cho biết thêm, hàng ngày mình đặt bình nước từ thiện để những người lao động uống trong thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, vào lúc 9:50 ngày tối 17 tháng 7, một cô gái ngồi uống nước ép tại phố Bà Triệu, Hà Nội. Lúc về, đã đi qua, xả nước lọc trong bình ra để rửa chân. Thật sự là không hiểu ý thức của em ở để đâu. Trong khi người nghèo họ lấy nước uống còn có ý thức là lấy đủ dung để người khác còn uống, thì em lại xả ra rửa chân. Hy vọng là em sẽ đọc được và tự ngẫm về hành động vô ý thức của mình, tài khoản Mai Đặng cho biết. Đúng là ngắn ngẩm, thực sự ngắn ngẩm các bạn ạ. Là một người con gái muốn được người khác quý trọng và yêu mến thì phải có cái nết, cái duyên. Còn vô ý thức kiểu này thì quả thực là một sự xấu hổ. Có thể cô gái này chưa từng trải qua cái đói cái nghèo, cho nên vẫn chưa hiểu được một bình nước miễn phí nó quý giá như thế nào. Nhưng rồi nếu như một ngày cô ấy phải ra đường cả chục lần, phải hứng gió ngược xuôi, xót tiền, không dám mua một ly trà đá, một ly nước mía dù chẳng đáng là bao, thì mới thấy là những thùng nước từ thiện như thế này nó mang ý nghĩa đến mức nào. Và đau lòng nhất không ai khác có lẽ là chủ nhà. Một việc là mua bình nước giúp người lao động thì dễ, nhưng mà thực hiện nó mới là cái khó khăn. Bởi vì họ sẽ phải vừa bỏ công, bỏ sức để duy trì liên tục, vừa phải làm sao cho người lao động tin tưởng rằng họ có ý tốt hoàn toàn thật lòng. Vậy mà chỉ một hành động rửa chân của cô gái, chủ nhà có thể bị mang tiếng. Con người dù nghèo khó đến cỡ nào thì cũng phải có lòng tự trọng. Chứ ai mà lấy nước uống của người khác đem ra rửa chân mình. Hôm nay có thể là một người, nhưng nếu không ngăn chặn, thì ngày mai, ngày mốt cũng có thể là hàng chục người, hàng trăm người. Số phận của bình nước từ thiện rồi sẽ ra làm sao? Chưa kể là xã hội này, không phải là ai giàu cũng có thể giúp đỡ người khác. Cho nên chúng ta phải biết trân trọng những người có tấm lòng tốt. Nếu như những hành động xấu xí này tiếp tục tiếp diễn nhiều, thì liệu rằng còn ai muốn hy sinh làm từ thiện? Chị chủ nhà là người đặt bình nước từ thiện kia cũng cho biết thêm. Vợ chồng mình đặt bình nước này từ mùa hè năm ngoái để gọi là có một chút gì đó ủng hộ cho các cô chú lao động vào mùa hè. Mỗi ngày mình sẽ mang ra vào buổi sáng, hết thì sẽ thay vào bình mới, cố gắng đảm bảo lúc nào cũng có nước cho mọi người. Vậy mà phía dưới bài đăng thì hầu hết dân cư mạng đều bày tỏ sự bức xúc không hài lòng với hành động lấy nước từ thiện rửa chân của cô gái trẻ. Vẫn có một vài người binh vực cho cô gái, cho rằng có thể là cô này không hề hay biết. Thực ra đối với một người bình thường thì không ai là không phân biệt được. Bình màu xanh này thì chắc chắn là bình đựng nước uống rồi. Chẳng ai mà khiêng một cái bình nước như vậy ra ngoài lộ chỉ để rửa chân rửa tay. Giả như cô ấy không phân biệt được bình nước này dùng để sử dụng sinh hoạt rửa chân tay hay là uống từ thiện, thì cô ấy tự ý lấy nước đó để rửa chân tay không xin phép gia chủ cũng là một cái sai. Và điều đáng buồn hơn đó là trong xã hội chúng ta thì những người giống như cô gái này thì không hiếm, khá là nhiều. Hồi tháng 4 vừa qua thì trên mạng xã hội cũng đã lan truyền một bức ảnh ghi lại cảnh một người mẹ đã vô tư để con mình lên trên cái bồn uống nước và rửa chân. Chính sự thiếu ý thức từ các bậc phụ huynh, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên con trẻ, vì trẻ con sẽ luôn học theo cách mà người lớn làm. Dòng chia sẻ kèm theo bức hình này có ghi,
Có nhiều người đến bây giờ vẫn không phân biệt được đâu là trụ nước uống công cộng và đâu là nhà vệ sinh công cộng. Tôi nói dân trí thấp thì lại tự ái. Nhìn vào tấm hình thì chúng ta cũng có thể thấy rất rõ ràng trụ nước này được dựng tại thành phố Vũng Tàu. Và đáng buồn là dù rằng trên trụ nước có ghi rất rõ uống nước tại vòi, vậy mà ba mẹ vẫn vô tư làm việc khác. Như vậy đó chính là cố tình, cố ý. Những người thiếu ý thức và kém ý thức thì họ thương, miễn sao là tiện cho mình. Còn việc người khác thấy như thế nào, ảnh hưởng như thế nào không quan trọng. Cái ý thức xấu xí này gần như đang ngấm vào kha khá bộ phận người Việt chúng ta. Nếu như các bậc phụ huynh không thể chấn chỉnh được ý thức của mình, thì làm sao có thể chấn chỉnh được con trẻ. Để không bỏ lỡ những thông tin chúng tôi up lên trên kênh, đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong video lần sau.